Hàng nghìn người dân đổ về phố Hàng Mã trải nghiệm không khí Halloween sớm khiến giao thông khu vực này thường xuyên ùn tắc vào buổi tối cuối tuần. Càng về đêm lượng người đổ về càng đông. Ngoài phố Hàng Mã, phố đi bộ Hoàn Kiếm, phố Tại Hiện cũng chật cứng người vui chơi. Halloween là lễ hội hóa trang ma quỷ có xuất xứ từ phương Tây, diễn ra vào đêm 31 tháng 10 hàng năm.